chào mừng tất cả quý vị các bạn đến với kênh video của Điện Máy Cường Lên. Thì hôm nay có test thử cái máy vặt lông gà lông vịt bên Điện Máy Cường Lên sản xuất. Đấy thì đây. Đây là vịt này, vịt khoảng độ 3-4 cân này, béo trắng này. Còn đây là gà, gà khoảng độ 1 đến 1 cân rưỡi đến 2 cân. Đây sử dụng để vặt cái máy lồng 60. Vâng, lồng 60 thì nó vặt được khoảng độ từ 5 con gà hoặc là 3 con vịt, vịt khoảng độ 3 đến 4 cân. Thường quay việc các máy khác thì vịt rách mỹ là lưng. Kiểu gì rách như con này là không bị. Nói chung là mọi cái khác thì là bao giờ rách ở chỗ này. Vâng, rách hết thịt như cái này không bị. Hoặc là gãy chân, cái này không bị. Quay anh nhá, quay anh mai đi, mẹ thằng nhất của mẹ. Cái đâu lại hot.
mai em thấy anh gà bắt về bán là không kịp làm nạp chị làm gì làm chậm thế. Anh bán máy không? Tưởng mày mới chứ. Biết đâu này còn chuyên này chuyển sang đại lý lớn của công ty thì sao? Muốn làm con vịt mà hơi đến hơi chậm, đến nhanh à. Một chút rồi làm con vịt được. Thế bây giờ là thì... làm đi mai bán chị. Giờ mẹ hơi đưa về kìa kìa. Con này mà cầm tay thì nét lắm. Bọn chị mà nếu mà làm đây là bọn chị để làm cho tự nhiên để xem cái mẫu nào, chứ còn mình cái tác động của mình nó là gì đúng không? Đúng rồi. Còn nếu như mà khi mà mình mà đã mua máy được về thì chắc chắn là mình làm cho kiểu làm sao không được hết mỏ. Đúng rồi đúng. Không không, nhưng mà nhờ các anh chị có kinh nghiệm, còn em mới biết để mà đứa sau khách mà bỏ thì còn mình tư vấn vào cầm cái đầu như thế cho nó đỡ con sạch đấy. Tổng máy máy mình là cái máy là nó chỉ để phát biểu từ sao máy nó dùng như thế nào. Máy này dùng tốt mà, dùng thứ nhất là máy bọn chị nó không vặt được vịt sạch như này đâu. Máy bọn chị vặt kiểu gì nó cũng rách ở lưng, máy này là không bị mà tốt rồi. Cái vặt là cầm cái đầu lên một chút là ok đấy. Là tốt lưu ý khi mình vặt là mình nên giữ cái mỏ nó tí. Vâng, cầm mỏ. Cầm mỏ lên. Khi mà mình cho cập bắn bật máy lên đấy thì mình đầu tiên mình cầm này quay cứ quăng quay này trong một quỹ đạo quay này cầm này. Vâng. Là tốt mà dùng máy được đấy. Lưu ý một chút là khi mình dùng thì cái này là giữ như cái đấy đúng không anh? Để hạn chế cái phần mà gãy cho ai là nhập mỏ đúng không? Vâng. Có nghĩa là cái lúc mà sạch về thì mình cầm mỏ lên bắn luôn mỏ nó quay và cầm mỏ xong rồi. Cái đấy cầm phải nặng nhập đi. Nói chung là anh chị thấy máy này như thế nào? Được. Tốt mà. Tốt đúng không? Tốt mà. Nhìn nó cũng chắc chắn mà. Cái này chị nhá, cái này bọn em là thiết kế bằng inox 100% không có một cái tí thép hay là cái gì vào đâu. 100% chị nhìn cái chất lượng inox là biết ngay rồi. Có chứ, chị nhìn thấy để cái này của em là sẽ khuôn một nước xuống dưới. Vâng. Khuôn một gì cái trục. Đúng rồi. Thì cái bi cứ chụp vào dưới ấy. Vâng. Còn em mà sẽ bị về chặt hơn. Chị này nó hay bị nước xuống lắm. Bên tầng đây là bằng 2 tầng. À, thế à? Đây là cái mâm. Cái mâm rồi. Cái lại là xung quanh cái mâm này sẽ được bó và nó sát vào cái thành. Đấy. Cái này đài đoạn này gấp mép hết rồi chị. Nó bị mép này. Cái này em gấp hết rồi. Nó cũng bị chân gấp hết rồi. Đúng rồi. Bên thường nó cắt được tiếp luôn. Cái này hơn chưa? Nó không bị kẹt mà nó cũng không bị cắt. Nhưng mà màu 2020, còn con này thì đời nó hơi lâu rồi. Chưa qua được.